Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách tạo fan rất là đơn giản cho những bạn mới bắt đầu cũng như là những cái bạn mà ở nước ngoài về muốn học cấp tốc. Cái cách tạo fan này thì nó cũng khá là đơn giản thôi ạ. Bước đầu tiên thì là mình sẽ cầm nhíp. Cái cách cầm nhíp của chúng ta thì sẽ thẳng dựng đứng lên như thế này ạ. Sau đấy thì chúng ta sẽ đưa nhíp vào song song với cả cái line trắng của cái line mi này. Các bạn đưa đến đây song song rồi thì chúng ta sẽ mở nhíp ra và chúng ta sẽ dùng cái phần nhíp dưới này ạ. Cái phần nhíp dưới này để chúng ta túm các cái sợi mi. Cái cách túm sợi mi này thì nó cũng dựa vào cái kỹ thuật của các bạn thôi. Các bạn túm nhiều thì sẽ tạo được nhiều sợi. Cái này thì chúng ta với cả những bạn mới thì chúng ta nên túm được tầm khoảng độ 3 đến 4 sợi là đẹp. Tại vì nếu mà các bạn túm nhiều sợi như thế này thì lên đến tầm 10 fan hoặc là 20 fan thì các bạn cũng sẽ rất là khó tạo. Cái cách túm sợi thì chúng ta sẽ vuốt nhẹ như thế này. Sau đấy thì chúng ta sẽ túm ít như thế này thôi ạ. Tầm như là cũng đã đến tầm 3 đến 4 sợi rồi ạ. Tại vì là các bạn mà túm nhiều sợi thì cái lúc mà đối với cả những bạn mới mà các bạn nhấc lên thì nó dễ bị xòe cái chân. Thì các bạn sẽ túm ít sợi như thế này. Sau khi mà túm được sợi như thế này rồi, dùng đầu nhíp để túm sợi thì các bạn sẽ đưa sâu nhíp vào trong. Và cái nhíp này, việc đưa sâu nhíp vào trong này thì cũng sẽ giúp các bạn là cầm cái sợi mi được chắc chắn hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ gắp các cái sợi mi lên ạ. Gắp sợi mi lên, chúng ta sẽ đưa xuống cái chỗ lai xanh này. Chúng ta sẽ nhấc cái mi lên. Nhấc mi bằng việc là chúng ta sẽ nhấc thẳng lên như thế này ạ. Cái chân của các cái sợi mi này nó chụm vào như thế này là đẹp. Tại vì nếu mà xòe thì cái lúc mà tạo fan nó sẽ khó hơn. Sau đấy thì các bạn đặt ngược trở lại cái ở cái chỗ khoảng trống này, đặt trở lại cái vị trí ban đầu. Mình nhấc lên như thế nào thì cái gốc nó sẽ ở cái chân của cái sợi mi như thế ạ. Sau đấy thì chúng ta sẽ chụm cái mũi nhíp này vào và chúng ta sẽ dùng cái phần đáy nhíp chúng ta ấn nhẹ ở giữa để làm cho cái mi nó có cái độ kết dính. Tại vì nếu mà các bạn không ấn nhẹ ở giữa thì cái trên bề mặt này cái lúc các bạn vừa đặt vào nó sẽ bị trông chênh cái sợi mi thì các bạn sẽ không có cái điểm gạt. Lúc đấy các cái sợi mi nó sẽ cứ quay mòng mòng, thành ra sẽ rất là khó. Sau khi các bạn đã ấn nhẹ xong rồi thì chúng ta sẽ đến cái việc là chúng ta sẽ tạo ra các sợi có cái độ xòe bằng nhau bằng cách là chúng ta sẽ nghiêng nhíp 45 độ. Sau đấy thì chúng ta sẽ nghiêng cái mũi nhíp xuống và chúng ta sẽ dùng cái đầu nhíp này là chủ yếu ạ. Các cái sợi nó sắp thì các bạn sẽ gạt nhẹ nhàng cái sợi ngoài cùng của bên phải sang phía bên phải ạ. Cái sợi ngoài cùng bên trái sang phía bên trái ạ. Cái sợi nào bết thì các bạn có thể là các bạn hơi gạt nhẹ ra một tí thì là nó sẽ xòe ra cho các bạn. Nó sẽ tơi rời các cái sợi mi thì các bạn sẽ dễ tạo được cái sợi fan hơn. Đây ạ, ví dụ như thế này là một cái fan 4. Sau khi các bạn đã tạo được cái độ xòe, cái độ xòe của fan thì yêu cầu là nó trong tầm khoảng độ 3-5mm của cái độ xòe từ cái đầu của cái sợi này sang đầu của cái sợi này là tầm 3-5mm là đẹp. Các bạn đừng để xòe nó ít quá cũng như là hoặc là xòe nó to quá nó cũng không đẹp đâu ạ. Cứ tầm như thế là đẹp nhất. Bây giờ thì sẽ đến cái công đoạn là gắp từ cái fan này lên. Cách gắp fan này thì các bạn sẽ đặt cái phần nhíp dưới này xuống hẳn cái miếng mica như thế này ạ. Các bạn có nghe thấy cái tiếng cộc cộc này không ạ? Tại vì là nếu mà các bạn chưa đủ lực với cả những cái bạn mới mà các bạn gắp ở trên không trung như thế này thì tay rất dễ là bị rung. Nó sẽ làm cho cái fan của mình nó bị méo mó cũng như là cái xòe cái chân fan. Thế ra các bạn cứ đặt hẳn lên đây và chúng ta sẽ chỉ cần dùng cái phần nhíp ở phía trên để gắp thôi ạ. Các bạn hơi nghiêng nhíp một chút và chúng ta sẽ gắp chặt. Các bạn nhấc căng tay lên ạ. Gắp căng lên như thế này nhá. Là được. Sau khi mà các bạn đã gắp lên đồng cái fan như thế này rồi, có nhiều sợi có thể chả may với cả những cái bạn mới nó hơi bị xoài chân như thế này thì các bạn sẽ chỉ cần nhúng keo thì cái keo nó sẽ hút các cái sợi mi vào là nó sẽ chụm cái chân fan vào cho các bạn luôn. Cái cách chấm keo của cái mi volume thì chúng ta sẽ chấm như sau. Các bạn có thể nhìn thấy là ba cái tiếp xúc của cái sợi mi nó sẽ từ đây đến đây thì chúng ta sẽ chỉ cần chấm một ít ở gốc để cho các cái sợi này nó chụm vào chân thôi ạ. Tại vì là nếu mà các bạn cái này thì chúng ta sẽ làm fan sẵn để khi nào mà có khách thì các bạn sẽ dùng. Nếu mà các bạn chấm nhiều keo quá thì khi mà chúng ta nối lên trên mi thật của khách, chúng ta sẽ phải nhúng thêm một lần keo nữa thì cái chân keo nó sẽ rất là dày. Nên chúng ta sẽ chỉ cần chấm một ít ở gốc như này. Cách chấm keo thì chúng ta sẽ dựng thẳng cái fan, chúng ta sẽ chấm một ít ở gốc và chúng ta sẽ gạt nhẹ vào thành. Cái động tác gạt nhẹ vào thành này nó cũng sẽ làm cho cái chân
mi của các bạn nếu mà chẳng may nó bị xòe, nó sẽ chụm vào cho các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy là nó đã chụm vào đúng không ạ? Đấy. Xong rồi là các bạn có thể là các bạn sẽ quệt qua một cái miếng mút, hoặc là các bạn quệt ở trên một cái miếng giấy. Cái động tác quệt này nó cũng sẽ làm cho cái chân của các sợi mi của bạn nó xếp lại ngay ngắn và nó không bị quấn các cái chân mi vào với nhau, thì nó sẽ được một cái fan đẹp. Đây các bạn có thể nhìn thấy một cái fan ba rất là đều. Đấy. Đây các bạn có thể để lên này. Đây là được một cái fan ba. Bây giờ thì tôi sẽ làm lại cho các bạn để các bạn có thể nhìn được rõ ràng hơn ạ. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của Uyên Nhi, hãy bấm like và theo dõi để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Trong quá trình theo dõi video, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì, có thể để lại bình luận phía dưới để Uyên Nhi có thể cải thiện tốt hơn ở những video tiếp theo. Đây là cách tạo fan cơ bản nhất nằm trong khóa học nối mi chuyên nghiệp của Học viện Uyên Nhi. Chúc các bạn thành công!